Anh Đạt ơi. Tôi nhanh lên phải. Anh ơi. Rõ ràng em nghe tiếng phụ nữ mà. Anh đang xem phim mà, làm gì có ai đâu. Rõ ràng em nghe thấy anh. Hình như là lâu ngày thì vợ chồng chưa sinh hoạt nữa nhỉ. Đi ngay. Vợ ăn đi. Anh không ăn đi, cứ gắp cho em đi. Sao đâu, anh thương vợ ấy nhất mà. Cái gì nó chỉ chân em ấy nhỉ? Chân anh đá phải đấy. Không phải, rõ ràng là cái gì nó chỉ... Anh bị mỏ chân, thế nên là anh duỗi ra đấy. Kệ đi, ăn đi. Thế thôi, anh ngồi ăn đi, em đi lấy hoa quả cho anh nhá. Miếng đùi gà của em ở đây đâu rồi? Em vừa mới ăn dở mà. Thật chết, anh lỡ mồm anh ăn mất rồi. Bình thường anh toàn nhường em cơ mà. Nhưng mà hôm nay anh lỡ anh ăn mất. Thôi, em ăn người khác nhá, để anh cũng ngon này. Đấy. Anh lạ lắm đấy nhá. Mà dạo này em thấy tự nhiên anh ăn phải đủ suất. Bình thường em mua 20 cân gạo đúng không? Có hai vợ chồng mình ăn phải 3 tháng mới hết. Mà bây giờ vẫn 20 cân đấy, hơn 1 tháng đã hết rồi. Mà bánh kẹo lẻ trà sữa, đồ ăn đồ uống hoa quả em mua, vừa mới mua xong đã hết rồi. Thế là thế nào? Có gì đâu, tháng này tự nhiên anh thấy thèm ăn mọi thứ luôn đấy. Từ cơm này, xong rồi bánh kẹo, trà sữa, nói chung là cái gì anh thích ăn. Thì vâng, em cũng chỉ nói thế thôi. Chứ chồng mình ấy mà ăn khỏe được, thì chồng khỏe cũng chẳng sao cả, vợ được nhờ. Chỉ tại là tự nhiên em thấy anh ăn khỏe đột xuất quá, không bình thường ấy. Cái gì đâu không bình thường. Thế thôi, anh ăn đi nhá, em ăn no rồi. Em không thể chịu cái cảnh này nữa đâu nhá. Như chó chui gầm trạn ý. Bày ra tôi, nó to thế. Anh biết rồi, đợi anh lúc nào anh lấy được tiền của vợ anh ấy, xong rồi anh thuê cho em một căn nhà to hơn nhá. Như thế thì còn được. Chứ anh mà để em cái cảnh chui dưới gầm bàn rồi đợi anh rút thịt cho ăn á, là em làm loạn lên đây. Em biết rồi. Đồ mình vừa mới để đây cơ mà, sao quay đi quay lại đã mất rồi? Chẳng lẽ nhà có ma? Anh uống trà sữa ngon không? Không được nhục nó đâu mà ngon. Mày mua trà sữa à? Chắc chắn là trong cái nhà này có đồ ăn vụng ở chỗ. Chứ làm sao mà đồ ăn mất nhiều như thế được nhỉ? Rồi ạ, em ăn ít thôi chứ. Em ăn thế này vợ anh phát hiện ra là chết đấy. Thì anh bảo anh ăn. Anh bảo làm sao được, anh chỉ bảo 1-2 lần thôi. Chứ lần nào bảo thế vợ anh còn lâu mới tin. Em nói thật tránh biệt nhá. Em chưa thấy ai tóm tem mà hẹn hạ như anh đâu. Người ta tóm tem là tóm tem đàng hoàng, có nhà ở cho tiểu tam. Chứ anh bắt em ở trong cái phòng bịt xỉu này rồi ăn cơm thừa ngay cận nhà anh trước à? Anh bảo là phải từ cho anh thời gian còn gì nữa. Thời gian cho con khỉ. Tôi chui gần bàn gần giường nhà anh lâu lắm rồi đấy. Đạt ơi, anh gọi đây không? Anh đây. Anh Đạt ơi. Anh Đạt. Anh đây. Anh làm gì ở trong đấy đấy? Anh có làm gì đâu. Anh giải thích xem, tại sao trong nhà của mình lại có đồ nội y nữ? Cái này á? Cái này là của em mà. Vớ vẩn, em làm gì dùng ba cái loại gen dùng như thế này đâu. Trời, em buồn cười thật đấy. Cái gì trong nhà em hỏi anh thế nhỉ? Giàu là mất đồ ăn này, rồi là thiếu đồ ăn này, rồi là đồ mới. Em bắt anh trả lời một vạn câu hỏi vì sao đây à? Anh nói chuyện với ai đấy? Thì anh nói chuyện một mình, được chưa? Không được rồi. Đã thế, phải làm cho ra ngô ra khoai mới được.
anh đuổi con vợ anh rồi. Bây giờ đố nó ra nói gì. Anh ơi, có cái mùi gì khét khét ý. Cháy à? Hả? Cháy tối, cháy. Em bị đốt hả? Tự nhiên lại đốt thang thì la cháy nhà chứ nào? Đúng là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột mà. Bây giờ thì anh hết cãi nhá. Ngay từ đầu ấy, tôi đã nghi ngờ là anh nuôi gái trong nhà rồi. Đúng là khốn nạn mà. Mày thích ăn nhờ ở đậu, thích dùng chung chồng với tao đúng không? Cái loại đàn bà như mày ấy, đúng là tiểu tam, không biết phải trái gì hết. Đã là tiểu tam thì có thích chui giúp à? Ngày hôm nay nhá, tao phải cạo chọc đầu mày. Này, tôi nuôi gái ấy thì sao? Hả? Anh muốn bênh của tao à? Đúng là lấy phải đĩ đực. Thế nhà số tôi bây giờ mới khổ như này này. Đánh cái trong chính căn nhà của mình. Nhà ấy, tôi có thể dọa đốt. Nhưng mà ngày hôm nay, đối với lại người khốn nạn như anh, mà còn ả này ấy, thì tôi phải đốt thật. Này, em ơi, đừng nóng thế. Đáng đời lắm. Cho trường cái thói mà thích chu rúc ở gầm rừng người khác nghe chưa?